tết nhất mình còn đuốc đi tiếng Hán. Tết vui mà. Không có ai cũng tết rồi, đuốc ra bàn rồi bà. Mấy ngày tết mà mình ở nhà mình không có làm gì đâu, vì ở nhà cối ăn vậy nha. Ở đâu thì cối ăn cà rê rồi ai được. Nhà thổ nào thì thử luôn thôi. Đặt lên nó bỏ lên nát. Ơi sống đạm bạc vậy đi. Cái này là muối này, cái muối nó cắt ra nữa chứ ta. Cắt cái để kìa, không được rồi. Không đủ hả? Ờ. Thôi vậy cắt ra nữa em. Cắt rồi. Trời ơi, sao mà cái vụ gà lâu nó cái từ hồi nãy giờ chán chán mặt mày nó đúng rồi. Vì năm dạy chí phải. Sao lần này cột hơi vậy? Còn cột nữa hả? Không, xong rồi. Nãy giờ ừ, thì được chứ không có gì, em cứ dây đều thôi chứ đâu. Vậy nước mới đá nha. Thôi giờ cái gì à? Chào các bạn. Hôm nay là mùng 2 Tết ha. Giờ là mình có cái tét để chuẩn bị mùng 3 mình cúng tóc nhà nha. Nè. Nếp mình đã sôi rồi. Đậu, chuối, trứng muối. Với mình làm bánh tét mặn nữa nha, thịt với lạp xưởng với đậu. Còn giờ mình đang nấu lá cẩm hồi nãy để cho nó có màu tím. Rồi gấc nữa nè, gấc mình cũng xào sẵn rồi. Rồi để cho nó có màu cam. Nhà tôi hen, riết rồi ai muốn khiêng dục gì đâu dục hen. Cũng vừa thôi nha, tết nhất đồ dục hen, đồ dục nhà cửa thôi chú lạnh tôi hen. Đi mua tô máy hả? Không có, tôi lại không khi nào có nước đá. Nó chi giục mẹ rồi rồi. Bây giờ ngủ khi này có cái thịt ở trong đó rồi nước đá là vậy. Hôm nay là mùng 2, ăn chú già ngon cực kỳ luôn. Mùng 2 Tết cho ăn chuối các bạn. Ăn vô chú nhũ luôn nha. Chị Chính sẽ đang cháy mỡ để hồi mình rửa tay thịt. Trời ơi, ở nhà chị Út có cái hũ muối hết hồn chứ các bạn. Muốn nghe chừng nào mà cái hũ muối này mà có bỏ rồi ha. Gửi tôi đem lên viện của tàn tôi gửi ha. Cái tủ lạnh ở dưới người ta vậy á. Mà đầu tiên dục ha. Còn hũ muối như vậy để lại xài ha. Chính là đời sẽ ướp thịt. Rồi biệt danh mình là chính là đời luôn. Đầu tiên có điểm đường đó. Bột ngọt, đường, tiêu không? Thôi, bỏ tiêu không? Rồi chút xíu muối. Là chút xíu muối đầu rồi. Thử gì nữa chị? Chị để thử thịt vịt thôi. Trời ơi. Ai mà khéo dưa tẩu mà nghiến mà. Tao nó chưa. Muốn chết luôn chị Chính à. Mỡ này ta là thịt ba gọi này thịt không mà không có mỡ đâu chứ. Chị mua đó. Chị lựa đó. Lựa gì? Bác con heo đó có khúc nè. Chị mặn con heo chị lấy ra nhiêu đó. Còn bà muốn gì vậy? Chưa. Dạ sáng chị nói con heo nó nói mày nào đứng yên đi tao cắt cho mày khúc. Rồi. Cắt khúc ra để đó đó. Rồi xong cái nó nữa lạnh lại thành miếng khác. Kéo da nồi thôi xin. Từ đi mà có ai đâu. Mấy ngày Tết mà mình ở nhà mình cũng có làm gì đâu, vì ở nhà gối ăn bậy nữa. Ăn ở không thì gối ăn cà rê rồi ai được. Nhà thổ nào giờ thử luôn thôi. Đập lên nó bỏ lên nát. Ơi. Mấy miếng da này họ bỏ vô. Rồi, bây giờ chị Năm sẽ bỏ đậu vô trộn. Nè, trộn đậu. Trộn đậu này hồi trộn này, đậu này không có gì nữa ha chị Năm. Rồi, vậy sao mà ra? Rồi, hồi vô vô vô. Đây là dây lạc hồi mình hồi đó mình lấy chị mũ kia lên chén lại rồi. Cái này làm dấu cộng thấy không? Rồi hồi mình buộc dây mũ. Tay mình đã vệ sinh rồi nha các bạn, mình rửa lay bôi rồi đó nha. Trời ơi, tôi làm xong xuôi rồi đó. Không còn cái áo giờ ướt phải không? Là cẩm, thêm chữ tú nữa là cẩm tú á. Thôi nghỉ luôn đi. Khỏe đi hả? Cái này là lá cẩm nè các bạn, lên hồi mình làm mình xôi á. Nhiều quá không?
đủ màu không? À, giờ có mình phân ra không? Chỉ làm nó cảm thấy luôn. Như là chị chín ở khoai màu nậm quá. Rồi chị Út bây giờ sẽ đổ gấc cốt vô các bạn. Cái trái này nữa ăn rồi làm rồi còn làm gì? Uống. Cái làm gì nè, nó sôi nữa. Thôi. Để nó đúng không? Hồi sáng gà. Để thì mơ mốt thì nó mơ mốt rồi muối nó nấu gà. Lá này là mình đã phơi một nắng rồi nha các bạn. Cho nó dẻo. Đây. La đi, chưa được biết. Cái này chắc mười mấy đòn quá. Mười mấy đòn ha, chia nhau thịt nha làm nha. Chứ hồi cái này nhỏ kia ấy là chia ra không đều đồ quýnh đó. Hai chục đòn nữa không? Cái đậu đó mình đốt chai đi đúng không? Hả? Có chai đi. Hai chục đòn nữa không? Cái này chị đừng bỏ nhiều quá, ăn nó mặn chát à. Chị bỏ hơi mỏng mỏng á. Ồ, ăn nó có vừa vị này kia. Ồ, ăn chết nó chín này. Chị bỏ cái gì nè. Chị chín mà ăn cái này thôi, chị chín xỉu nữa. Hai mươi ba. Ừ. Tối nay ông ngủ thì sáng hôm khác thì sẽ ăn nấu ăn xong sáng thì mới ngồi đứng này ăn nha. Nói nha. Đây là cái heo dài đuôi to. Cục đi. Chặt đuôi đi. Chặt hả? Ừ. Để khen hoài. Khen để tự nó để khen tự mình rút đuôi dài không? Về tự mình chặt đi phải không? Bây giờ đồi hồi nãy làm đậu xanh á. Hồi nãy tôi làm này đậu xanh ít. Cái mấy người này ra đậu xanh dư. Đậu xanh vừa là đậu xanh. Đậu quá phải cái quánh đầu bánh đét luôn rồi. Này mới tét mà. Này nó đã hết mà. Dạ dữ hả? Bè vô. Ủa sao cái đó ít với chị chê chết? Cái nhỏ hơn của chị kìa. Chị coi kìa đó. Vậy á, vô bánh nữa nó mới vừa. Chết. Chị nó vô bánh vừa chứ gì bự quá thì bánh mỏng vậy rồi mà làm không lẽ mà được bánh mà cầm bắp muối ăn nổi. Vậy là dẹp vô hả? Vậy nè. Chịu không? Không chịu tôi làm lại. Bây giờ sao không chịu không? Chịu đầu chứ như chị Năm vậy ngon á, nó đều á. Chính tôi cũng đẹp đó nè. Chị chính có nói gì đâu, đủ thừa. Đâu nói gì đâu. Được, chị chính thôi à. Ừ. Chị nói nếu mà như em thấy sắp thì chị hát lại. Dạ em. Đó. Thịt vịt đó. Chị Út sẽ là kho thịt vịt kho gần. Đó. Vì là chỉ là chị bắt con gì vịt rồi đó. Ừ. Mời mà phê luôn hả chị Út? Mấy mà này, mấy mà này chẳng là phê. Dạ, sao đi. CC bên kia là cái nồi canh chua các bạn. Chua cá hú đây. Wow, chị Út nấu đó. Canh chua là cá đó. Cá hú nè, ngon không? Ngon hết ý. Ui cái đang. Như vậy để em rễ nó ra cái gì? Em rễ người biết rồi bán luôn. Ăn được rồi mà. Đó. Để vậy rồi giờ chút miếng rồi đó. Chút quý khách ngon miệng. Rồi ăn đi. Chết Nam ơi. Chị Nam ơi. Sợ hết hay vậy? Mình đầu năm nay là mình đầu đi ăn về không đợi tốn gạo biết là bao nhiêu. Mình cũng vậy đi. Mình ăn xong rồi cái hết cách xong rồi cái mình canh thì mình ăn thử mình về luôn. Chị nó lẻ lắm nha. Dạ, bánh này làm lẻ. Mà cũng chịu so. Ăn lẻ lắm. Trời ơi, thật hồn. Nha, nhỏ làm việc mình. Chị chín. Thôi được rồi cưng. Ăn đi cho gia đình hạnh phúc. Bỏ không được á ha. Còn chỗ nào đâu chị ăn. Rồi, mấy chị bây giờ chuẩn bị có bánh tét. Ủa, cái này của ai vậy? Chưa gỡ, gỡ ra. Bữa nay làm bánh tét công phu quá quý vị. Ủa hồi nãy mình nói có da đâu mà da làm gì? Da được. Cà ba. Da nó bén á. Ngon quá. Sao này bự hơn sao cũng mạnh hơn. Nhà sao bây giờ không ngủ không? Trông không ngon. Tôi nghĩ sao à? Tôi nhìn quý mù muốn biết nữa tôi. Là sao? Nói cái chuyện chở xôi này bự hơn chở xôi ngoài. Nhớ ra quý là tú ơi.
hả? Cái xôi chị thương nhất. Ngoài mình chắc xôi ba quá, xôi tư. Mày mua đây 6 năm rồi nè. Trời, em ngoài mua tới 30 năm rồi đó chị. Ừ, cái này mới 6 năm à. 30 năm hay 3 tháng không biết nữa. Ủa cái lạc này lạc gì vậy ta? Hồi nãy giờ người ta không được một cái đòn bánh nào gọi là hết. Em nói đợi mà. Người ta đi cà sốt, cà sốt, cà sốt, cà sốt, cà sốt. Cái ruột lạc tôi bó chổi á, cái vỏ ngoài á. Đi tới, đi ngược, rồi đi xuôi, rồi đi ngược. Cái cục bánh tét còn y thinh. Nằm hoài như thế này ta. Bóp mày nè. Tôi bóp cho mày dài ra nè. Bóp cái mỡ ra coi, bóp cái mỡ ra coi. Ừ, để giờ tới trưa cũng nguyên cục nó vậy đó. Đó, cái này bên đây chị người ta làm chị gì chị? Chị Năm làm tới đòn thứ 10 rồi người ta còn nặng bóp bóp. Cứ dài rồi cái đẩy vô cho nó thụt vô. Cái thụt vô cái bóp cho nó dài ra. Biết. Tới trưa có con đòn làm hoài đi. Không, nãy giờ ba khen có làm đẹp không á? Ngon lắm. Rồi, chị Năm làm không? Chị Năm mình làm xấu không chị Chính hả? Tại chị Chính có làm đâu mà. Mà đẹp. Mà đẹp. Đẹp thiệt. Bả ghim dữ lắm nghe quý vị. Lần sau có trả thù đó. Phải chuyện bình thường đâu. Chính lờ đờ mà chính hầy. Ngon lắm đó đà. Chị Chính bóp hồi nãy giờ có tiếng đồng hồ mà chưa được mà. Bắt đầu dồn đầu xuống. Chưa chi mà bóp cái cục đó rồi sớm giờ mà chưa xong rồi. Chưa mà được đòn nào mà cái ngon. Ngon lắm, ngon biết là bao nhiêu. Đốt tháo bà. Còn có nhớ không gì mũ đen nha. Quyết. Mà cổ ngoài hả chị? Cổ ngoài đòn nè, như hả dây mà mình có nhân thì hai. Cái nào cũng có nhân hết trơn mà đều tím như này nè. Hả? Tím với đỏ muốn phân biệt thì làm dấu chứ còn cái nhân cũng y xì chứ đâu có thiếu nhân nào. Đúng rồi. Không có hai. Không hồi như nào biết rất là đẹp, biết là bao nhiêu như vậy. Một cái gì nghe một cái câu chuyện khè. Khắp sắp kể chuyện với chị Chính hả? Cái miệng chị đỏ không lên vậy. Hả? Cái bà đó bà bị liệu. Ai nói gì là bà nói theo đó, bà liệu nặng đâu gì, bà không dám đi chợ. Sợ ra cái bị liệu rồi về nhà không được. Bữa bà đi bà chuyển qua bà đi ruộng đi. Bà đi ruộng nặng có con mình đâu có bị liệu. Chưa diễn quyết nó cười trước rồi. Rồi chuyện gì? Cái bà đi ruộng ra cái bà thấy rắn hổ mang, con rắn nó khè bà nó khè lại. Hai con khè tới chiều. Rắn hổ mang nó khè bà, cái bà khè lại, khè bà khè lại. Kìa thấy chưa luôn. Chết rồi, chắc khẽ luôn nè. Chết. Bà ơi, nó không ngoan của chị nghĩ. Nó khè bà, nó khè gì lại nó. Từng nó khè bà, cái bà khè lại. Lại con rắn nó, bà khè, bà chứ queo để rắn nó khè cái bà nằm đó bên ru á. Nó khè bà khè lại cái nó bụp bà rồi. Chị nghĩ sao chị nghĩ. Hiểu chưa? Chị nghĩ sao con rắn nó khè bà khè lại. Bởi vậy, vậy chị Chính giờ chị tập trung vô cái đòn bánh dữ lắm. Rồi, tỉnh tôi lạnh luôn. Không có, nghe chưa nói quên luôn. Đây, củi cột dây của gì? Nó tròn lại rồi mới dọc lên. Chứ sao? Một mùa mà. Đại nha, mình xích đại vô. Quấn tròn luôn. Vì cái cột này gói bán được rồi. Mình sợ lỗ. Cái này nó vô luôn không? Đậu quá chị quý vị có sơn gớt nữa nha quý vị, nãy giờ tôi không thấy quý vị. Mà giấu kín quá. Dạ. Trời đẹp dữ ta. Thiệt mà. Người ta nói đẹp tôi miễn cưỡng tôi quay lên. Đó, bây giờ là tới bánh tét lá cẩm nghe quý vị. Gì dạ? Ủa lộn xin lỗi quý vị, lá gớt. Nãy giờ chị Chính chị đá xéo đá xiên nhiều quá mình nói bạch. Mà em thấy nó đều mà. Dạ đều. Mình thấy đều là nó đều à. Ai nói thì nói đi. Quy Kim không ý kiến. Cũng như người học làm bánh tét cũng không ý kiến. Ủa cái này nhóc lớp luôn vậy hả? Bữa trước có hai lớp không vui? Ba. Ba. Mà lá nó hơi nhỏ. Hồi biết luôn.
Tưởng không có biết chứ. Dạ đúng rồi. Chú khoe hai lửa theo quả. Mà không có lửa nào mà nó biết nó là dữ dằn đâu gì. Dạ, nhưng mà con không biết gì nha. Không biết gì nha. Dạ. Mô Phật. Phật ơi con tu mà nó không cho con tu được Phật. Nói nghe tí mà mô Phật nghe lâu lắm, mỗi tặng mỗi cổ. Bây giờ gì năm gói bánh tét nhưng chuối nha quý vị. Chuối đậu, chuối nguyên trái. Con khoái chuối nguyên trái hơn là chuối đậu. Dạ. Là mà giờ em gói bánh đậu không ạ? À? Trời ơi. Không có chuối hả? Tới nữa rồi ạ. À. Phá mà. Gói chuối có dư mới gói đậu không chứ. Chị ăn đậu không vậy? Chị khói gói riêng một đòn cho chị tí đi. Chị Chính quên lộn tên miết à. Hèn chi bé đâu có ưa mình. Chứ vậy dư chuối hả? Dư vậy dư chuối hả? Dư chuối hả? Ừ. Dư sao? Cứ làm đại đi hả? Dư cái gì chứ? Ở đây nó không bánh khọt luôn kìa. Ừ. Chị Út đang làm dấu bánh tét. Cái dấu có cộng dây màu đen là gì chị Út? Là bánh gì đó? Đây. Bánh tét, cái gớt. Có cộng dây màu đen là trái gớt. Ừ. Còn hai kia là lá cẩm. Dạ. Hai dây này là lá cẩm nè. Dạ. Đây, chị Út chuẩn bị hấp bánh quý vị ơi. Dạ. Nước sôi quá. Mấy gốc củi này bỏ vài gốc vô là chín. Mấy tiếng chị? 2 tiếng đồng hồ hả? Dạ. Này củi này của gì chị Út? Củ hoa, củ quýt á. Trời ơi cái gốc nó bự vậy đó hả? Này hấp mấy mẻ? Một cái không đầy nè. Một cái không đầy hả? Vậy bỏ trước vậy hả? Bỏ vô gõ đổng còn 2-3 đòn nữa thả vô luôn. Dạ. Sao trước mà. Dạ. Chứ sao không? Bánh của chị cái nồi này chị gói tới 15kg nếp. Chị dạ. Đứng lên vậy nè. 15kg là bao nhiêu đòn chị? 6 mấy đòn. Trời ơi. Mỗi lần hấp mà thôi, Tết chị... Thôi 80 đòn á. Trời ơi. Chị gói một son vậy hả? Cho đủ luôn. Cho dòng họ bà con được hả? Ừ, 80 đòn. Cực biết là bao nhiêu nhưng mà ngon. Ừ. Đó, bây giờ mới chỉ có được 2 tiếng rảnh rỗi ngồi bàn chuyện xã hội, chuyện xô bích. 2:30 chắc bánh nghe quý vị. 2:30 hả? Móng tay dài có. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn làm ơn, không có biết nho thì đừng đọc. Người ta cười biết bao nhiêu. Bác mùng 6 hả Niêu rồi. Xuất hành. Ừ, xuất hành. Xuất hành đi. Hái xuất hành mùng 4 hái xuất hành. Khai trương luôn hả? Khai trương luôn. Bán lấy qua lấy tiền đầu năm luôn. Người ta lấy tiền mùng 1, mình mùng 4 mình lấy tiền. Mà mùng 1 mình ăn nhậu, mùng 4 mình lấy tiền. Cao nay người ta dặn rồi đó. Mình dặn để trong ta rồi. Trời mẹ. Ủa quý vị. Chồng đem nhúng rồi sao? Coi cái chín chưa hè. Đó. Rồi sao? Chị Út. Chị hãy giải thích gì sao mình phải nhúng nước như thế đi. Nhúng nước đặng nó đừng có nhớt cái... Chị đứng là chị chờ Út. Đặng nó dính mỡ qua cái mỡ dầu rồi nó ra. Dạ. Nó bị rít cũng như mà mình nhúng dầu vừa đi. Cho nó sạch phải không? Ừ. Sạch nó đẹp. Ôi ngon quá quý vị ơi. Cái bánh nào mà muốn chặt á, dạ nó dẻ. Cái gì vậy bà nội? Nó bị ấy rồi chứ. Thôi ôi. Chừng nào ăn được chị? Rồi muốn ăn giờ nào cũng được, giờ tới chiều nó ngủ thì mình ăn chứ đâu gì. Giờ ăn cũng được, nó đâu có cái gì. Thôi giờ nó chưa có ấy luôn đúng không? Nó còn nóng thì nó... Dạ, chờ nó nguội á. Ủa không có rửa nước muối hả? Dạ tôi không có rửa được không? Nhưng mà đều có rửa. Nếu muốn rửa nước muối vô lấy muối bỏ đây. Đừng có hỏi. Đồ này Tú nè, nó nhà sóc của nhà nào nè. Thấy chưa, em nói Tú làm là cái có cái đầu bự đầu nhỏ mà chỉ cãi em. Thôi. Cái đòn bánh nè. Cái đòn nào cái đòn đấy mập bằng tôi luôn quý vị.
Trời ơi, Như mà được cái đoạn bánh với lị à. Mệt dữ quá. Bà tiền mới đâu có dám lại. Bà ốm nhơm ốm nhách nè. Làm nó đi móc ba Nga nó đặt lộn bán em giấc bánh đó chứ. Em á. À, đồng bánh đó của tôi đó, nhìn là tôi biết tôi tiền đó. Đứng từ xa nhận luôn. Nhìn là tôi biết cái đồng bánh đó tôi cọt liền đó. Còn tôi cọt nè. Trong đó cái đòn nào đẹp nhất là của em cọt nha quý vị. Đừng có ai giành. Sáng giờ có nắng có chửi không không mà giờ. Cái gì vậy? Nhây. Sáng giờ có chắc có nhắc có chửi không? Ừ. Nắng ngọng. Có đuổi không không mà giờ năng nữ được. Mệt quá trời quá tất. Trời ơi cái đòn của kẻ nào? Cũng tướng nè, sao đó. Biết sao không? Chỉ siết chặt quá. Nó bể á. Bây giờ núi nào không có ở đây thì nổ thừa núi đó, nổ mệt đâu. Núi nào nổ còn đó nổi lên đi. Cái đầu đó sao cũng tú nhớ không, còn dạy xảy. Đứa nào không có mặt là bị nổ thừa. Dạ. Cô quý khéo tay quá hiền. Thằng nào muốn gầm tôi trộn gặp quần bóng lung cái đồi nó đứng im ngu hết trơn. Đó, đó, nói nhiều quá không mập được. Vậy thôi chứ. Rồi, đụng bồ bán tôi nha. Thấy chưa? Nhìn mình đi hả chơi người ta nghe. Thấy chưa? Đó, bởi vậy lý do gì sao mẹ mập. Ừ. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Này không phải của tôi nha. Tại vì bởi vậy cái gì đẹp bây giờ nó dạ. Hơi mềm, nếu hơi mềm lấy con dây cột lại không đẹp. Không, mời nó dẻo hết đúng rồi. Bị sao không mời nó mềm nó dẻo. Còn bánh nó không. Ủa cái đòn nó đẹp quá thì. Dây không chặt đó cũng là đòn tôi cột nó hay con tông vòng con dẻo đó mà đẹp cái gì. Đó cái đòn này là nhức nách nè. Đây quý vị ơi. Sắp chuẩn bị thử hàng nha quý vị. Tết đó, gói em rồi. Ngày mai cúng. Này chắc máng treo quá chứ. Ngày sao? Sao? Treo là chừng nó bị lấy dây chú. Thưởng đòn, sắp thưởng đòn cái chị Quý. Cái này có biết đòn thạch đòn nào vậy chứ? Thì thử đại đi. Ui da trời ơi. Mới nhớ rồi nó nhổ qua. Tháng chịu. Xíu không chặt nè. Rồi cạch đi. Rồi mình thử nha. Đây là đòn gì đây? Thật á. Rồi cạch thử một đòn thịt quý vị ơi. Ở mềm vậy? Nó chưa có vẻ. Nó thật nhiều nóng lắm. Cắt không? Nó chết mới nhớt ra. Nóng quá rắn mà cạch được. Hồ u cái đòn mới tét nó đẹp. Biết là bao nhiêu. Dung chủ. Khổ lên nguồn gốc luôn kìa. Bữa nay cứ cắt đồ bánh thử thì ông bà mời ăn sao. Điếm là gì vậy? Ông. Em lấy 5 đòn thôi mệt quá. Điếm. Trời mình nấu tiếng bây giờ đồ mới tét bạch luôn nội ơi. Thành phẩm của mình hôm qua nè. Gói về được kia nhiêu đây. Nay cắt hồi nát cũng 13. Tết gì không xung với ta ăn tấu? Tết gì có hai đứa trong đây luôn. Tết ta đi ở nhà ăn Tết hết rồi. Đi chơi hết rồi còn tôi phải ở nhà tôi sắp ăn Tết. Tôi ăn mình tôi vậy hả? Wow, thử ăn ngon không tôi? Thử nha. Ăn béo, ngon. Chữa. Nuốt mua không vô nó dẻo. Cái này để cho người trẻ ăn không người già được ăn. Có răng đâu ạ? À? Ăn mắc cổ. Lý do? Dẻo quá. À. Vậy là mấy người già không cho ăn hả? À? Vậy thôi đừng cúng mùng ba nữa. Cúng không để em cúng chú ạ. Thôi vậy nói bài chồng mới được. Hùi mét má mà được. Bây giờ tới lá cẩm nha. Thử tức nữa không ta? Nó cắt kia đó. Hả? Phải lá cẩm không? Phải lá cẩm. Đâu, tẹt ra. Wow. Ờ, cái nhân nó bự hơn cái bánh nữa. Trời ơi, cái nhân cái này là của quá. Cái này là của chị Chính nè. Sao hả? Chị Chính mới làm. Kêu qua chị Chính làm nè, hết hồn nè. Đặt xưởng, trứng muối, thịt ba rọi, đậu xanh. Xanh hơi nhiều nè. À. Đó. Rồi sẽ đi Mix Tú.